Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng có mặt tại nhà em Vừ, trong những ngôi nhà đầu tiên trên Hấu Chua được dỡ và khởi công làm nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì Thắng mua đồ ăn. Đấy. Mời tất cả các anh em đến hỗ trợ em Vừ dỡ nhà. Đấy. Ngôi nhà của em Vừ là ngôi nhà thứ hai kia. Đấy. Quay khói lên đây, còn nhà em này là nhà em Xài. Đấy. Nhà em Xài thì là trong những cái ngôi nhà tiếp theo. Đấy, sẽ làm trong 7 siêu nhân làm nhà đó. Còn đây là nhà em Sử thì đã được làm rồi đó. Hôm nay thì mời các bác xem cái chương trình mà Thắng đến đây giúp đỡ em Vư như thế nào trong bữa cơm buổi trưa. Mà xong bữa trưa ngày hôm nay thì Thắng lại phải di chuyển đi một bản nữa, do rất nhiều công việc, tính chất công việc nên là Thắng sẽ bàn giao lại cho cháu Linh đó. Và cháu ấy sẽ ở đây, cái khu vực này. Các bác theo dõi video của Tất Thắng thì cũng biết rồi, cháu Linh cũng là một người trẻ, rất trẻ, sinh năm 99 thôi, đi theo Thắng được khoảng 6 tháng. Và cháu cũng học và rất là nhanh, cũng người đồng bào địa phương và cũng có trình độ. Cháu ở đây cũng rất là nghe lời Tất Thắng và các anh các chú ở cái khu vực Hấu Chua này, và đang hỗ trợ Tất Thắng rất là hoàn hảo. Đấy, cũng như kiểu Tất Thắng lại có hổ mọc thêm cánh đấy các bác ạ. Là, rồi mời các bác let's go đi vào cùng Tất Thắng ở trong này. Và nhà em Vư nhá, này sẽ dỡ nhà. Đấy, và Thắng bữa cơm trưa xong là Thắng lại tiếp tục di chuyển khoảng hơn 400 cây số. Hơn 400 cây số thì đến bản nào thì các bác sẽ lại theo dõi ở những video sau. Tháo hết giường ra chưa? Đồ đạc ra chưa? Nấu cơm bên nhà này nhá. Mấy anh em chuẩn bị hết đi, đồ lòng những thứ phải bóp, dạ dày dạ kia bóp trước đi. Hỏi xem muối miếng ở đâu bóp. Đấy, nước đây. Nào. Mày không còn muốn còn răng nữa à? Được chưa? Vào việc chưa đây? Vừ đâu rồi? Tháo hết điện chưa? Giường giếc khênh ra đi. Chuồng gà chuồng giếc chuyển hết gà đi. Cái khéo dệt vải lanh này không phải dừng lại đi á? Chị bảo dừng lại khéo ngày hôm nay thôi, phải dừng lại á? Bảo để tí nó dọn dỡ này. Làm nốt cái cuốc này nữa. Đây quần áo quần giếc này cho hết vào bao tải đi. Quẩy tấu này, dây điện dây giếc này tháo nốt là dỡ thôi. Vác ra chỗ nào để cẩn thận rồi đinh vào ấy. Cái này nhất là đinh dị. Anh kia kìa, dựng vào đấy, dựng hết vào cái tường đấy. Anh Sự đi hộ thằng Tài đi. Anh đi hộ thằng Tài đi. Cơm nước xem mà cái đúc lòng đúc nước nào. Ui. Xem ấy như nào đi. Mang xương ra cái thứ chặt đun trước đi. Xong là lòng rau thơm rau huyết thái như nào đi. Khả năng sự bỏ đây. Sự bỏ này đi hộ bọn thằng Tài đi. Ba anh nuôi đi mới được. Bác chơi đợt này là thấy đỡ buồn rồi đấy nhờ. Mấy em nọ thấy buồn thảm hại quá nhờ. Hả?
Bị lại mọc lên một ngôi nhà mới. Cho nó đi à. Chống kia mà. Không phá kiểu trông mua rổ kia rồi mà. Cẩn thận đấy. Đẩy một người đẩy xong cho. Đẩy xong cho. Ờ à, rơi hạ cái cây này xuống này. Ai à, trẻ con này, khiêm mù à, sang bên này đi. Đây, sang bên hết bên này đi, trẻ con không bên này nữa. Đi đây. Đi sang nhà bên này chơi, ngồi giường kia. Khanh cái giường ra ngoài trước đi. Bỏ cái giường này ra đi. Trẻ con nó vào đấy nó ngồi. Đấy, Khanh ra ngoài kia à. Đấy gần máy xay sát kìa. Đấy tối căng cái bạt ra đằng đấy nữa ngủ đấy luôn. Bỏ bàn này ra kê hẳn luôn vào. Điện vẫn chưa cắt à? Thế sao vẫn có bóng sáng kia? Ờ à, cắt hết điện nên đảm bảo nhá. An toàn đấy. Đấy cái ván này sau này bỏ ra ép làm những cái dầm trước cái đẹp lắm. Đợt trước nhà sử không có mà dùng đúng không? Đấy bảo anh em tí nữa phải bảo nó kê không là lấy cái bạt mà che vào không là ra ngoài này nắng mưa cái là hỏng luôn. Cứ một hôm nắng cái một hôm mưa cái là thôi cái này là hỏng luôn. Vừa cái ván này này ra ngoài kia mai để chỗ nào nó phải không được mưa, che như kiểu che xi măng ấy nó mới bền được. Để mai ngày kia nó mà còn có cái làm. Ui, cẩn thận nhá, ấy. Chưa tránh nhà, bác chơi tránh nhà. Cái đấy mà nó chọi vào đầu là cũng được của nó đấy. Cái dây gì đây tháo ra. Sai. Phơi quần áo tháo ấy. Đâu lắm mà không thấy nhìn thấy cái kiểu dây vải xé ra xong buộc này. Làm dây à. Ngày xưa ở quê mới xé dây vải ấy. À giờ trên vùng cao mới còn nhìn thấy. Đúng là ký ức lại ùa về. Cẩn thận nhá, trên cao đấy cẩn thận Linh ạ. À bảo nó dỡ bàn thờ chưa? Dỡ đi á, từ từ. À. Đấy dỡ đi. Đấy tí nữa này. Mày làm rơi bàn thờ cho nó xuống thì đây. Đi ra đây chơi nhá. Nằm ở giường nhá. Trên gác này còn ngô đúng không? Cái ngô này chưa thu à? Thank you.
Bảo ván này sẽ kê hết về bên này này. Bảo vác hết, để hết ván vào một chỗ, mai kia mới che được em ạ. Đừng để linh tinh. Để hết vào đây này. Ơi sang hẳn đây, cho sang hẳn đây. À kia kia, ôi giời ơi, trẻ con, bảo trẻ con nhá, đi ra ngoài kia chơi đấy. Kia là bắn vít đấy, tôn đấy. Ô kìa, có con chim bồ câu trên này, chuồng chim bồ câu trên này, kìa. Đấy. Thế mình cứ chuột. Chuột hay là nó ở trên này? Chim chứ ạ. Thế có tổ trên đấy à? Đấy một đôi rồi. Bảo vừa xem nào. Chim làm tổ trên đầu à? Trên đây, chỗ ngủ à? Đấy, hôm nay anh em sửa hết ngôi nhà, làm nhà mới. Cái nhân phổi phép đấy là băm nhỏ ra, đúc lòng. Cái kia buộc dây rồi chó. Chuyển nốt cái này đi, ván. Có tổ chim bồ câu ấy, dỡ từ từ dỡ cái ấy ra cháu. Đây, dỡ cái xà này ra. Đấy, 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 đấy. Nó đang rơi xuống. Ôi, mình nhỏ à? Bảo nó đi về kia đấy. Con nhà ai á? Đây là ngô còi chứ đúng không? Toàn ngô còi đúng không? Đây này lên cho vào bao ấy. Bao đâu? Đây này đựng cái gì? Hả? Có bao tải hay cái gì? Đưa hết cái ngô này vào đây, ngô bên này nữa này. Không còn, còn bao tải không? Có bao tải không? À.
Chim bồ câu ủi ở trên đấy à? Nó có tổ trên này có con không? Nhà này nó như kiểu là dọn từ hôm qua nên không thấy chuột nhỉ. Nhiều nhà đuổi chuột ác lắm. Chuột lao ra mầm. Mới là có mèo. Nhiều mèo cái này. Nhà nên ra con mèo. Ở những cái gì nó thuộc về trống nhá, đừng có tháo vội. Ví dụ như cái trống kia là đừng có ấy. Bảo đừng có tháo những cái gì nó trống. Bây giờ là tháo cái vỏ bọc ngoài nó tí còn trèo lên đấy. Cái trống là để còn trèo lên mái tháo pờ lô ấy. Còn lấy pờ lô nữa đúng không? Đấy. Bây giờ tháo cái này xong, xong là thu cái ngô kia đi. Thu cái ngô đi cái xong là mới bắt đầu tháo pờ lô. Xin gì ạ? Ôi bảo ông chờ thôi. Xin gì ạ? Cái đấy để trống đừng. Tháo cái vỏ nhỏ bọc ngoài á. Kìa con chó nằm trong kia. Chắc buổi tối rồi đến nằm. Ngủ ở đâu, tối ngủ ở đâu thì kê ở đấy. Nạt bét hết rồi. Ngày xưa chưa có đường là vác hết cái này lên đấy đúng không? Không có vàng bạc kim cương châu báu gì à? Rồi bây giờ là anh em trèo lên là thu hết ngô này xuống, cho hết vào bao đi. Đấy, xong rồi mới đứng lên trên này, đừng có dỡ cái xà này nhá, thì mới dỡ được palo. Đấy bây giờ thu bao cừ xuống này. Dỡ bao cừ à? Cho hết vào xong là mới bắt đầu trèo lên tháo pờ lô. Có cái bạt nào không? Lùa một phát vào khênh phát là đi. Muối hỏi nó.
muối nó hay để trên gác ấy. Toàn cứ chim bồ câu. Tối nó ngủ ở đây. Ôi, tay ấy. Dọn ngô đây để lên tháo mái đây. Dọn ngô xuống đây. Bên kia nữa à? Cho lên cho bao vào bao đi. Cho hết ngô chưa? Đấy, những cái bờ lô ấy, cái thứ tháo được rồi. Cái hàng một này này. Tháo dần cái hàng một này được rồi mà. Trên đỉnh á? À? Ờ, à, đúng rồi. Lập từ dưới lên trên à? Hay là từ trên xuống dưới? Đúng rồi, đúng rồi. Tháo từ trên đỉnh xuống. Cho lên một ông, hai ông trèo lên nóc rồi. Phụ nữ họ cứ tháo cái này, còn mình tháo cái kia thoải mái rồi mà. Dưới hấu chua hai kia có đám ma đúng không? Đi đám ma hết à? Ông sò này vẫn đi đám ma. Đây à? Sò uy tín đấy nhỉ? Kìa kìa, bật rơi đầu bây giờ. Đỡ giả tháo cái vật lô áng. Đừng tháo cái đấy vội, cây đấy vội. Thằng này cứ đeo cái dây gì ở cổ đây. Cúng à? Cúng. Cúng cái gì đấy? À, cúng để phá nhà á? À? Bao giờ mới được tháo cái này ra? Mấy ngày? Một hai tuần. Một hai tuần à? Dồ. Một hai tuần, hai ba ngày. Rồi phá nhà là hôm nọ cúng à? Để phá à? Ngồi mọt hết rồi đâu nữa. Bay tứ tung hết rồi. Thank you.
Ôi giời, trèo lên đây mới biết nó vỡ hết dần đầu nữa. Nhà bên kia là của ai? Nó đi làm thuê à? Làm thuê ở Bình Dương à? À đấy, nó đi làm thuê có nhà đấy. Bảo trẻ con ra chỗ khác đi nhá. Xô đúng vào đầu bây giờ đấy. Đang tháo bờ lô ấy. Ôi vỡ rồi. Nó cũng lâu rồi, bao năm rồi nhỉ? Vư 12, 13 năm rồi á? Dồi ôi. Cái này sau này lợp chuồng lợn chuồng gà. Đứng cẩn thận nhá, ông ngã nhá. Ôi đi ra đi, bảo vợ này đi ra đi. Người ta đang cắt ở trên kìa. Đi ra đi, quét cái gì đấy? Táo ở trên này rơi vào đầu ấy. Thank you.
Từ từ thôi. Sao ông cho mấy ông con trai xuống đỡ đi? Đẩy mấy đàn bà lên trên này. Đổi ba ông con trai xuống dưới này đi. Cho đàn bà lên trên này chuyển vào. Đây đấy, đàn bà lên trên đi, cho ba ông con trai xuống dưới. Đấy chưa? Ôi. Đổi đi. Đàn ông xuống dưới đỡ đi. Đấy, cho đàn bà lên trên đấy. À, mấy bọn trẻ này lên trên này hết đây. Cho lên đây được rồi đấy. Cho ăn giường đi. Được một mái rồi đấy. Luôn nè.
Bảo ông quét làm gì nữa, tí lại ấy mà. Cho lợn đi ra chỗ kia, chỗ nào băm thế, bảo ông ra đi. Chuẩn bị rỡ giờ này. Rơi vào đầu đấy. Đấy ra đằng kia kìa, đấy bảo ông ra đằng kia. Xong à, sang bên đấy lại rỡ từ đằng đấy lại à? Bên đấy lại rỡ từ đằng đấy lại à? Còn cái gì không đây? Bảo trẻ con đừng có ra đây nhá. Lại mẹ dỡ mẹ bên kia rồi gì? Ăn gì à? Bảo ai đây? Hả? Bảo em à? Thế đập vào ai? Không, không trúng ai gì? Cho trẻ con ra chúng ta đi. Bảo trẻ con đừng có ở đây nhá. Uỳnh 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 cơ mà. Nó rơi cái gì xuống? Ừ. Xà này á? Úi. Thế bảo dỡ hết cái xà đi. Nguy hiểm quá. Những cái gì nó trống thì đừng đạp ra vội. Còn một hàng ba lô nữa đúng không? Ba hàng nữa đúng không? Nguy hiểm lắm đấy. Kìm cộng lực à? Dỉ quá rồi à? Không cắt được sắt nữa à? Mất cái lò xo kia rồi. Còn một cái lò xo kia đấy nó đẩy đây này.
anh em tháo nốt hai tấm pờ lô, hàng pờ lô này là bắt đầu nghỉ ăn cơm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hết bà lô anh em nghỉ nhá. Bày mâm các thứ xong rồi. Ôi, khí đâu? Nghỉ, đấy, tháo đốt đấy ra ngoài nghỉ á. Ôi. À, còn cái miếng nào nó lụi là người tháo hết thì không tí nó đi rơi vào đầu. Rồi đi xuống rửa tay đi. Xà nào lủng lẳng thì tháo nốt xà ra, không thì ấy nhá. Không phải, không thì xuống đây, xuống đây. Rửa tay đi, rửa tay à. Ui giời. Nó mỏ à? Rửa à? Rửa tay à? Nó mỏ à? Đây là thắng đã xong cái phần dỡ nhà. Còn phần nào đấy thì cháu Linh cháu ở đây cháu sẽ tiếp tục. Anh em đi ăn cơm ấy nhá. Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Thắng phải đi di chuyển đi xa lắm. Lại phải chạy tiếp. Chạy liên tục. Cứ đi thôi, đi giờ là đam mê rồi. Đấy. Rua đi. Rua tê đi.